này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng Pháp giới của nhãn xúc, rõ biết như thật tướng Pháp giới của nhĩ tĩ thể thân ý xúc, thì Đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn, này thiện hiện nếu đại bồ tát rõ biết như thật tướng pháp giới của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rõ biết như thật tướng pháp giới của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát rõ biết như thật tướng pháp giới của địa giới rõ biết như thật tướng pháp giới của thủy hỏa phong không thức giới thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật

này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng Pháp giới của vô minh, rõ biết như thật tướng Pháp giới của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược, quảng diễn, này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng Pháp giới của Bố Thí Ba La Mật Đa, rõ biết như thật tướng Pháp giới của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự bát nhã ba la mật đa thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát rõ biết như thật tướng pháp giới của pháp không nội rõ biết như thật tướng pháp giới của pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác Pháp không bàn tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp rõ biết như thật, tướng tóm lược, quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng Pháp giới của chân như, rõ biết như thật tướng Pháp giới của Pháp giới Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định Pháp, trụ Pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp rõ biết như thật, tướng tóm lược, quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát rõ biết như thật tướng pháp giới của thánh đế khổ rõ biết như thật tướng pháp giới của thánh đế tập diệt đạo thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn